Ukraine thừa nhận gặp khó ở thành trì gần Bakhmut. Quân đội Ukraine nói tình hình ở Cha Sốt thành trì phía tây Bakhmut đang gặp khó khăn trước sức ép tiến công của Nga. Tình hình đang rất khó khăn và căng thẳng. Oleg Klatnikov, phát ngôn viên của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine, đang tác chiến ở mặt trận Cha Sốt ngày 7 tháng 4, nói lực lượng Nga đang tìm cách tấn công thẳng vào hai thị trấn nhỏ ở Bobdaniska và Ivaniske ở ngoại ô thành phố. Ông cho biết đối phương cũng đang tìm cách chọc thủng phòng tuyến nằm giữa hai thị trấn bằng các cuộc đột kích của bộ binh Nga. Được xe bọc thép và chiến đấu cơ yểm trợ, tuy nhiên tất cả nỗ lực tấn công đã bị đẩy lùi và họ đang rút lui, Klasnikov nhấn mạnh. Charles Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ngày 5 tháng 4 cho biết lực lượng Nga đã tiến được vào ngoại ô ra dù Ukraine đã giải công xây dựng phòng tuyến kiên cố tại đây trong suốt một năm qua. Hỏa lực của Nga cũng bao trùm gần như toàn bộ tuyến hậu cần dẫn vào thành phố, khiến cho hoạt động tiếp tế và thay quân của Ukraine gặp nhiều khó khăn. Andriy Zabubini, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Miền Đông Quân đội Ukraine, sau đó phủ nhận thông tin quân đội Nga đã hiện diện ở ngoại ô Chasovia. Ông cho biết tình hình ở thành phố cũng đang rất căng thẳng, song không khó khăn, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 6 tháng 4 tuyên bố lực lượng nước này vẫn đang kiểm soát Chasovaya, khẳng định mọi nỗ lực của Nga nhằm xuyên phá phòng tuyến đều bị chặn đứng. Chasovaya nằm cách Bakhmut, thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk mà Nga chiếm tháng 5 năm 2023 khoảng 20 km về phía tây. Thành phố này có 13.000 người sinh sống trước khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, song hiện chỉ còn khoảng 770 người bám trụ. Kalashnikov cho biết nếu quân đội Nga chiếm được tra ra, những tuyến hậu cần của Ukraine ở giữa các thành phố Kostatinivska, Slovian và Kramatov sẽ bị đe dọa. Vị trí này cũng giúp cho lực lượng Moscow có thể oanh tạc Kostatinivska và tấn công trực tiếp Slovian, Kramatov. Kramatov là trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của Ukraine, đồng thời là đô thị lớn cuối cùng mà Kiev còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tận dụng đà thắng sau khi chiếm được thành trì Adipska ở Donetsk hồi giữa tháng 2, quân đội Nga đang đẩy mạnh tiến công về hướng Tây và đẩy lực lượng Ukraine vào thế phòng thủ. Tình hình của Ukraine càng khó khăn hơn khi gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn đang mắc kẹt tại quốc hội nước này do vấp phải phản đối của phe Cộng hòa. Ukraine đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tên lửa phòng không Ukraine có thể hết tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 6 tháng 4. Lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Ukraine cho thấy tình hình mà quân đội nước này đang phải đối mặt sau nhiều tuần bị Nga không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nếu họ tiếp tục tấn công Ukraine mỗi ngày như cách họ đã làm trong tháng trước, thì chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác biết điều này, ông Zelensky nói. Tổng thống cho biết Ukraine có đủ kho dự trữ để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này phải đưa ra lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ. Ông đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của các hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần 25 hệ thống loại này. Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết một số cơ sở quân sự khác của Nga là đường ống dẫn dầu ở làng Azov đã bị nổ tung. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU, e. ngày 6 tháng 4, một đường ống gần khu định cư Azov ở vùng Rostov chuyên vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ từ kho dầu địa phương đến cảng biển Azov đã bị nổ tung. Sau sự cố, việc chuyển các sản phẩm dầu mỏ lên tàu, chở dầu đã bị đình chỉ vô thời hạn. DIU e. chỉ ra rằng đường ống này được Nga sử dụng cho mục đích quân sự. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Tổng thống Ukraine gặp phái đoàn nghị sĩ Mỹ ở gần biên giới Nga Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ ở vùng Chernihiv giáp biên giới Nga, tờ Pravda đưa tin. Trong bài đăng trên Telegram hôm 6 tháng 4, Tổng thống Zelensky cho biết đã gặp phải phái đoàn Quốc hội Mỹ đại diện cho lưỡng đảng và lưỡng viện. Điều cần thiết là các đồng minh của chúng tôi phải đích thân chứng kiến những gì đang xảy ra ở Ukraine. Hôm qua, tôi đã gặp các nghị sĩ ở Chernihiv, ông Zelensky viết Tổng thống Ukraine đã thông báo cho các nghị sĩ Mỹ về tình hình trên chiến trường, cũng như những nhu cầu cần ưu tiên của quân đội Ukraine. Tôi nhấn mạnh rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải thông qua quyết định hỗ trợ thêm cho đất nước chúng tôi càng sớm càng tốt bằng một gói thích hợp để bảo vệ chúng tôi khỏi lực lượng Nga và cho những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa của chúng tôi. Trang web của Tổng thống Ukraine đưa tin, Phái đoàn bao gồm thượng nghị sĩ Johnny Ernst, đảng Cộng hòa; các hạ nghị sĩ Wyclay Niken và Tom Suzy Masquerley, đảng Dân chủ; Ashley Ginson và Chuck Edwards, đảng Cộng hòa. Tổng tư lệnh quân đội nói Ukraine đang gặp khó trên ba mặt trận. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky mô tả tình hình ở các mặt trận Bakhmut, Novopavlivska và Avdiivska là đặc biệt khó khăn. Trong bài đăng trên Telegram ngày 6 tháng 4, ông Zelensky cho biết tình hình ở khu vực hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn còn khó khăn. Theo ông Zelensky, lực lượng Nga đang tận dụng ưu thế trên không, tên lửa và đạn pháo để cố gắng tiếp cận ranh giới vùng Donetsk. Họ tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công suốt ngày đêm, triển khai các nhóm xung kích và xe bọc thép. Ở một số khu vực, họ cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công bộ binh theo đợt, từ trung đội đến đại đội, đôi khi là tiểu đoàn. Trên mặt trận Bakhmut, tình hình đặc biệt khó khăn ở các khu vực phía đông Chasivsa và Klitschivska, tương tự trên mặt trận Avdivska ở các khu vực Bekdichi, Olivska, Vodian và trên mặt trận Novopavlivska ở khu vực Novomikhailivska, các cuộc giao tranh quyết liệt nhất vẫn đang diễn ra ở Piromaiske và Vodian. Cũng như phía đông Chasivsa, nơi các lực lượng Nga đang cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tư lệnh Ukraine tuyên bố rằng gia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và mọi nỗ lực của Nga nhằm tiến vào ngôi làng đều thất bại. Trên các mặt trận Liman, Orikhiv và Kherson, tình hình vẫn căng thẳng. Ở mặt trận Liman, lực lượng Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công cục bộ tại các khu vực Bilohorivska và Verzel trên mặt trận Orikhiv ở khu vực Robotin và Verbov. Trên mặt trận Kherson, lực lượng Nga cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi đầu cầu tảng ngạn sông Dnipro. Trên mặt trận Kupian và Liman, lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Chúng tôi tiếp tục giữ vững các cứ điểm, khiến cho lực lượng Nga chịu tổn thất đáng kể. Ngoại trưởng Ukraine nêu cách thức đối phó bom dẫn đường Nga Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhận định bom lượn Nga thường xuyên phá hủy các vị trí của Ukraine. Các lực lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng bom dẫn đường trên không, những vũ khí đã quét sạch các vị trí của chúng tôi, Ngoại trưởng Ukraine nhận định với Financial Times, ông Kuleba cho biết không thể trốn tránh những quả bom dẫn đường và cách duy nhất để bảo vệ bạn khỏi chúng là bắn hạ những máy bay ném bom mang những quả bom này. Theo Ngoại trưởng Ukraine, Kiev sẽ không thể nhận được tiêm kích F-16, loại máy bay được cho là có thể cải thiện tình hình trên không, sớm nhất cho đến giữa mùa hè. Các quan chức Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây chuyển giao các hệ thống phòng không và tên lửa cho Kiev, đặc biệt là các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. Ngày 3 tháng 4, ông Kuleba cho biết các đối tác phương Tây không cung cấp cho Kiev, thậm chí chỉ là 5-7 hệ thống Patriot, mặc dù có hơn 100 tổ hợp này trong kho vũ khí. Tham dự cuộc họp của NATO tuần này, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng không hiểu sao các đối tác không thể tìm thêm các tổ hợp phòng không để cung cấp cho nơi mà tên lửa đạn đạo được bán hàng ngày. Chỉ riêng trong tháng 3, đã có 94 tên lửa đạn đạo được bán vào Ukraine.